biết cốm gạo có từ bao giờ, nhưng trong ký ức của những đứa trẻ nông thôn, món quà vặt đậm chất hương đồng gió nội là thứ khoái khẩu không thể thiếu. Cắn miếng cốm giòn rụm, cảm thấy vị ngọt còn vương nơi đầu lưỡi, cùng vị béo của dừa, đậu phộng, thoảng mùi gừng cay cay, là một trong những trải nghiệm khó quên của trẻ con nông thôn xưa. Hiện nay cốm ngào không còn phổ biến nữa, nhất là trong những đám tiệc lễ Tết. Nhưng ở vài nơi còn nhiều gia đình vẫn giữ lại nét truyền thống làm cốm gạo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một gia đình làm cốm gia truyền tại Vĩnh Long để cùng tìm hiểu về các công đoạn làm cốm. Kiều Mai Lý, Hữu Thạch xin chào quý vị xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Dạ, Hữu Thạch xin kính chào quý vị. Nè Nga, đừng làm bộ chào. Má ơi. Nhớ nè. Dạ. Bữa hổm dụ tôi nói con dắt má đi chỗ này hay lắm. Dắt tôi đi vô cái nhà dừa. Ừ. Bữa nay tôi cho bạn tới một cái chỗ mà bạn không ngờ đâu. Không ngờ luôn phải không? Ừ. Bây giờ nè, nhưng mà trước khi má bật mí cho con có một yêu cầu này nè. Chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây á, mấy em nghệ sĩ tham gia toàn nhỏ nhỏ mà. Ừ. Kỳ này á, con với má toàn là hai người lớn, thì phải dẫn cái nghề nào mà nó phù hợp với con với má nha. Trời ơi, thì bữa hổm con dẫn má vô cái nhà dừa. Dạ. Thấy không? Hợp thì cũng có dừa cái tuổi luôn. Dạ, dạ. Bây giờ má cũng dẫn con tới một cái chỗ này cũng dừa với cái lứa tuổi của con luôn. Lứa tuổi con hả? Sao đó không ra cái gì ta? Má có thể gợi ý nhỏ nhỏ không? Trời ơi, nếu bật mí ra đâu còn ý nghĩa gì hay đâu. À, hồi xưa có ăn cơm không? Trời, không gợi ý mà bật mí ăn cơm không? Bởi vậy, cái này là tao hỏi thôi chứ. Má, ai bật mí? Hồi tuổi thơ là ăn cơm không chứ có gì đâu ăn. Ăn cơm hả? Dạ. Cơm mà cơm sao nói nghe coi. Thì cơm nổ gạo, bo bắp rồi đó. Trời ơi. Đừng nói dẫn vô đó nha, xưa ăn ngán chết rồi đó, giờ dẫn nói lại nữa nha. Nè, hôm nay má sẽ dắt con đi tới cái chỗ này coi cái quy trình làm cốm của người ta. Dạ, ok má. À, xin kính thưa quý vị khán giả, để cho Hữu Thạch có đôi lời giải thích. Bởi vì sao Hữu Thạch gọi má Kiều Mai Lý bằng má? Là bởi vì má đây là má nghề. Thí dụ như má Hồng Nga nè, má Ngọc Giàu nè, má Kiều Mai Lý nè, má Kim Phương nè, Hữu Thạch đều gọi bằng má hết. Má của nghề á, truyền nghề cho đó. À, quý vị đừng có bất ngờ. Dạ ha, mình đi má. Đây con. Dạ. Nè, bây giờ nè, tới đây đi rồi biết khó dễ nha. Ơi, chào chú Vinh. Dạ, chào cô. Chưa biết người này là ai không? Dạ, nó thật chứ. Dạ. Trời ơi, biết tên cô quá trời. Vừa vừa biết chi là ai không? Dạ, cô Kiều Mai Lý. Trời ơi, biết luôn hay dễ sợ. Trời, má hỏi câu này dễ dễ chứ câu này khó quá. Má dẫn xuống đây mà hỏi biết má tên gì không? Bởi vậy cho ta cười chứ bộ à. Dạ. Chú Vinh này, dạ. Tôi nói chú nghe nha. Hồi nãy trên đường đi á thì tôi có nói với lại Hữu Thạch á là cái nghề làm cốm này nó khó lắm, nhưng mà ý làm gì mà khó, dễ muốn chết, đâu có cái gì đâu mà khó. Tôi nói giờ muốn dễ hay không thì bây giờ tôi dắt vô ngay cái lò luôn ha, rồi có cho khó hay dễ tôi nói cho y biết đi. Ủa em Vinh, cái này là em thắng đường hả, em làm gì? Dạ không, cái này là em đang nấu cát. Nấu cát chi? Dạ để nổ hạt lúa lên để làm cốm. Sao ngồi vậy cả? À, chứ sao? Anh nhớ ngày xưa nổ cốm này vậy nè, ở dưới quê anh ha. Dạ. Là có cái chú kia, chú chạy xe ngang, có cái hộ lớn nè, cái cục bê lớn nè. Dạ. Mình có bo mình đem bo ra, có bắp đem bắp ra, có gạo đem gạo ra. Ông quắt, ông quay lắm nổ, bung văng ra là xong. Dạ đúng rồi, cốm đó làm cốm gạo lắm, làm từ ống áp suất. À. Bây giờ làm cốm từ gạo thì gạo mất đi lớp cám. Ờ vậy đó hả? em làm từ lúa là có luôn bị cám. À tức là anh làm cốm từ hột lúa hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, nhưng mà làm sao mà lại có cái quy trình nào mà từ em nghĩ ra được cái hột có lúa nào mà ra hột cốm vậy? Dạ tại vì ngày xưa ở đồng bằng sông Cửu Long á mình là làm lúa rất là nhiều. Dạ sau khi thu hoạch xong á thằng người ta hay đốt gốc gạ đằng mà ta làm phân. À. Thì vô tình những hạt lúa rơi vãi nó nổ lên. Ông bà mình biết cách dùng nhiệt để làm cho lúa nổ bung lên. À giờ là phát sứ tự dùng đốt gốc gạo ngoài đồng. Dạ đúng rồi, đúng vậy hả? Dạ. Ngày xưa ông hay hồi nhỏ hay đốt gốc gạo, đốt đống rơm là hay nổ lên á. À, thành ra ông bà mình biết cách là dùng nhiệt để làm cho hạt lúa nổ bung lên. Kiểu như nướng cá lóc á má. Dạ đúng rồi. Lấy gơm thì hồi gơm nó sót lại đó. Dạ đúng rồi. Cái nó nổ. Dạ đúng. Và như bây giờ nè má ơi, trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ lần đầu con thấy gan kiểu này đâu. Đâu em làm thử hột lúa này ra hột cốm nhìn coi coi. Gạo tự tử.
À, tại vì là rất là đơn giản, khi mình muốn làm hạt lúa nổ lên, mình sẽ đun nóng các cái nhiệt độ từ 160-170 độ. Khi đủ nóng rồi bỏ lúa vô, quậy đều là hạt cắt nóng ôm hạt. Nhưng mà sao em biết 160-170 độ? À, cái này là bằng kinh nghiệm thôi. À, em làm công việc này mỗi ngày quen rồi, khi quậy vậy nè, nhìn cái khói bốc lên biết nhiệt độ khoảng nhiêu. Ủa mà sao cô Lý thấy mà cắt nó đen thui vậy? Cắt này đầu tiên nó màu vàng, nhưng do mình đun đi đun lại nhiều lần nó chuyển thành màu đen, nó chín cắt nó chuyển thành màu đen. Và cắt màu đen thì làm mới chất lượng. Đúng rồi. Nhìn khói làm sao mà biết ra 160-170 độ? Ừ. Và cái khói nó phải nhạt màu và bay hơi nhanh một chút. À, khói có nhiều màu lắm, màu đậm, màu nhạt, bay nhanh, bay chậm, thì mình nhìn cái khói đó mình biết được nhiệt độ khoảng. Thấy không, cái người nhà nghề người ta nói nghe thấy ghê không? À, nhìn cái cát thôi ta biết là bao nhiêu độ rồi. Dễ không? Tôi nhìn cái tâm mình tao biết mình sao luôn đó. Thôi đâu, anh coi này, làm coi. Rồi nó bay nhanh này kìa. Đó, bao nhiêu này, con nhìn được rồi đó. Chút nữa mới có 160 à? À, dạ. 160 hả? 170 mới ngon. Quá, wow, dữ vậy. Nhưng mà nói gì nói thì đừng đứt cái ngón tay vô nha. Dạ, con không dạy đâu má ơi. Con không dạy đâu cô ơi. Đó. Ê, như đó pháo hoa vậy ha. Đó. Pháo hoa, nó nổi lên rồi. Tết rồi. Trời ơi, ngộ quá hả? Quá đẹp rồi trời ơi. Trời ơi, xuất sắc thiệt đó. Trời ơi, đẹp quá, nổ hết trơn rồi kìa. 90 hột nổ rồi kìa. Wow. Trông con chưa quá. Trời ơi, hay ghê lắm chưa? Dạ không một hột rớt luôn. Ừ. Đó. Dễ không con? Dạ, chưa. Để coi hết. Anh mà xúc chậm quá là nó cháy luôn cái lúa. Vậy đó hả? Dạ. Mình phải nhanh tay mới được. Rồi cái bàn hàng thứ hai này mình sẽ lội trấu đi ha. À. Cái đầu là lội cát cho đã. Cái đó là mình trộn cát để mình rang. Giờ trả lại nè. Đó. Rồi bây giờ con có cảm thấy nó dễ không? Này chắc cũng con làm được á. Làm được phải không? Được. Rồi. Vinh ơi, dạ. Con để cho thạch nó làm một mẻ này đi, dạ, nha. Dạ, à, dễ quá mà. Cái giá trị của một mẻ khoảng nhiêu vậy em? À, một mẻ vậy hả? Giá trị chừng 20.000 thôi. 20.000 nó mới cho 50 đi. Cho con xin 50.000 làm 2.5 mẻ luôn. Ủa ai làm nhà trái? Nó hư đền á. Thì bỏ tiền túi đi. Ờ, không thích con bánh học. Thì vậy. Đó. Nó cho đều khóa đúng rồi. Đúng rồi. Quậy camera, quậy khói. Ở đây mình dùng vỏ trấu để là làm chất đốt là tại vì nó rẻ và nó phổ biến. Mình đốt xong mình lấy được cái tro trấu làm phân bón trồng rau rất là tốt. Ừ. Mình tái sử dụng tay dùng mọi thứ. Cho cháu được con bé. Đây. Hay, giỏi đi con. Đó. Gom gã. Wow. Đã thiệt. Quá đã. Được chưa con? Quay mạnh lên. Quay chừng nào hết mỡ thôi. Rồi rồi. Rồi được rồi. Rồi, bắt đầu. Hơi đau à. Không biết à. Đó. Rồi tên, tiếp tục. Ai dở lên. Hả? Mới bài giở lòng chưa thuộc lắm. Thấy chưa. Và để đây. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu. Sau khi sàng xong cháu, ta sẽ bước về đây. Ta đổ vào đây. Sau đó lấy cái bọc, đừng đem về chừng. Hòa quyện bởi các vị ngọt, thơm, béo, món cốm gạo, ngào đường là món ưa thích của mọi người, đặc biệt là trẻ em nông thôn xưa. Đây là món ăn đơn giản, dễ làm, những nguyên liệu rất dễ tìm, giá rẻ. Nhưng để làm được mẻ cốm ngon với vị ngọt, độ giòn, hợp khẩu vị mọi người thì cần có sự tỉ mỉ qua nhiều công đoạn như chọn hạt cốm đổ trắng, đều, rang dầu, đường, gừng, đậu phộng tới độ sền sệt rồi cho cốm vào trộn đều tay.
Sau đó cho cốm vào khuôn, nén chặt rồi dùng dao cắt thành thẻ, đóng gói để giữ được độ giòn của cốm. Cốm gạo nơi đây rất giòn, vị ngọt nhẹ kết hợp với vị cay của gừng, hòa quyện vào nhau nên rất ngon. Nhưng nghề làm cốm nay cũng đã có ít nhiều sự thay đổi, sáng tạo hơn một chút, mới mẻ hơn một chút để đáp ứng về số lượng. Thế nhưng chất lượng vẫn đảm bảo hương vị cốm ngày xưa, vẫn rất thơm ngon và giòn ngọt. Vinh à, dạ. Bây giờ cô Lý hỏi con nha, bây giờ nó thiếu gì nghề? Tại sao con không làm mà con làm chứ, cái nghề này nó vừa nóng mà tiền kiếm cũng đủ được bao nhiêu đâu mình. Trời ơi, đứng không nãy giờ là muốn xông hơi luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, tại vì thật ra cái nghề này á là cái nghề truyền thống của gia đình. Với lại cái cốm này là cũng giữ lại cái bản sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều người làm ruộng, mà khi người ta đi ra đồng rất là xa, cái người ta ăn một miếng người ta xách theo một miếng cốm, rồi giữa buổi á cái ta uống miếng nước ăn miếng cơm là coi như đủ năng lượng cho mình. Má giống cái cơm nấm mà không má kể. Giống như cơm nấm rồi, đúng rồi. Đúng rồi, em biết ra cái khâu này khâu gì con? À, khâu này á là người ta sẽ nấu đường, mạch nha, nước cốt dừa với đậu phộng là bốn cái chính. Ha, cho vị thì người ta đôi khi người ta bỏ gừng, sầu riêng hoặc là cacao hoặc là lá dứa gì đó. Ta nấu từ 5 tới 7 phút xong rồi người ta sẽ bỏ cơm vô ta trộn một hồi nhìn đi, rất là hấp dẫn. Đây giờ đứng nghe cái mùi gừng không là thấy ham rồi đó. Dạ đúng rồi. Sắp tới chưa? Sắp tới rồi phải không? Mới thấy cái chảo này ha, hay không? Cái chảo này ở dưới rất là nóng nhưng mà ở trên không nóng. Hợp kim này là gan làm từ gan. Và do cái thiết kế của cái bếp này là cháy ở dưới đáy chảo thôi. Chứ nó không có dòng ở trên này. Không lên trên. Cho nên nó là ở trên đây nó không có nóng. Nóng hả không? Không muốn hả? Không có nóng mà làm quá đáng. Rồi, coi cái tới gì đây. Đây, coi. Nè, coi người ta trộn nè. Đó. Trộn gì nữa. Nè, anh nhìn nè, anh Thạch anh nhìn nè, nhìn coi ta trộn sao nha. Đó. Dễ mà. Hay, cho mượn, cho mượn. Nhào vô. Lẻ tay luôn rồi, thấy không? Chưa, lấy lắm à. Chưa, được chưa? Rồi. Hay ha. Ở đảo nữa rồi bưng qua. Trời ơi, thấy chưa bạn? Nhiều công đoạn lắm chứ không phải mà mình nói là muốn làm là làm dễ quá đâu nghe. Bạn đứng đó bạn coi mình làm. Hay quá ta. Được không đó? Xuống dễ xuống bạn. Bạn theo tao phải không? Má đeo bao tay qua bên đó hả? Đây, Hải phụ anh Hải cảm ơn. Sao? Rồi sao? Sau khi thành phẩm rồi em cung cấp đi đâu rồi phần lớn? Dạ phần lớn là em bán ở mấy cái chợ vùng nông thôn á. Anh ở đây anh coi đi coi cách người ta, em hỏi anh trước nè. Dạ. Người ta muốn lấy cốm hay lấy sao? Lấy cách nào má? Thì bây giờ mình cứ lấy tay mình bóc lên. Anh chọn phương án của má, lấy tay bóc lên. Lấy tay bóc lên sao bóc được chợ? Sao? Cứ đợi đi, từ chút xíu nữa nhìn thấy liền. Cốm này một ngày con ra bao nhiêu số lượng đó cô Lý nghe không? Một ngày là tụi con nếu làm 8 tiếng á, là một ngày khoảng 50 mẻ cốm như vậy. Đó, vậy đó, cắt ra chân vậy mà bưng không rơi, không rớt mới hay đó. Đó là kỹ thuật rồi. Được tận mắt nhìn thấy quy trình làm cốm gạo và cảm nhận hương vị ngọt lành của cốm, ký ức miền tuổi thơ ấy ngỡ như là thường tình nhưng lại da diết hoài trong trái tim của những con người xa xứ. Nhưng dù nếm qua bao nhiêu món ngon vật lạ, hàng nội hàng ngoại thì cũng chẳng thể quên được món cốm gạo giòn rụm, thơm thơm của ngày xưa. Để rồi hương cốm cứ da diết trong ký ức, trong những giấc mơ về tắm mình trong dòng sông quê thanh mát, cùng lũ bạn cười âm vang cả một góc trời. Bây giờ em có dám chọn một trong ba người thợ giỏi nhất, chấp hai má con anh làm vô cốm không? Dạ được thôi. Người nào chiến nhất? Người này quá. Dạ, cho trận chiến nhất luôn. Rồi, qua đây thôi. Chấp hai má con nha. Hai má con nha. Dạ. Ráng. Đạo cụ gồm cái gì? Bọc. Cốm. Bọc cốm. Đen. Đó. Cho cái đen. Rồi. Rồi bắt đầu nha. Mình tính là tôi đào cho em là trong tay nha. Rồi. Rồi.
anh là dán đèn, còn bên đây người ta không là anh phụ, hai bác con muốn làm gì làm, anh tuân phụ vành ra nè, phụ nè làm nè, rồi cho anh gánh được cho má được gì anh gánh. Chị lấy hàng cái này à. Rồi rồi đồng ý rồi, vậy đó đúng rồi. Rồi bắt đầu đếm nha. Rồi đếm. Hai. Hai người cùng phụ nha. Rồi. Đếm nè, 1 2 3 bỏ vô má, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Ôi trời, con chậm quá không rồi. Được cái tay con không có bao. Dạ, rồi rồi má làm cái kia đi. Rồi 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 bỏ vô, bỏ vô. Okay. Đâu rồi, bỏ má ơi. Hả? Con kia tới rồi kìa. Ủa rồi. Thấy chưa, thấy dễ chứ không có dễ đâu. Thấy không dễ thầy ạ, không dễ. Không có dễ đâu. Không có dễ ăn đâu. Hồi nào tới bây giờ đó. Dạ. Má cũng đi ăn rất nhiều cái cốm này dữ lắm rồi. Nhưng mà đó nó có đủ hương vị này kia cái nọ, nhưng mà khi mà tới đây rồi đó thì má thử cái cốm này đó thì má thấy số 1. Thấy không? Nó vừa cái miệng của mình ăn mà cái độ ngọt của nó cũng vừa nữa. Với lại cái hay cái là nó rất nhiều mùi vị khác nhau. Nó không có giống, thành ra mình ăn cái này xong rồi cái mình ăn tới cái món khác cũng được, là tại vì cái mùi vị nó khác nhau. Rất là thích nha. Với con lại, má biết không, anh thích em chỗ này nè, anh bước vô đây cái hột lúa bình thường nó qua quá chất vậy, qua tay chân thủ công mà tất cả là không có quá chất gì trong này hết. Rồi gừng cũng củ gừng anh sắc ra, sầu riêng em lấy muối rõ ràng luôn, anh thấy rõ ràng luôn, thì đây là nguyên liệu sạch, nguyên liệu sạch ăn rất là tốt. À dân dân dạ, dạ má xin lỗi má. Dạ con cái này. Cái này có phải là cái món thợ lẹ của em? Dạ đúng rồi. Cái nguyên liệu như thế nào em? Thì em nó cũng có chỉ có đường với mạch nha, với mè trắng mè đen thôi. Mè hả? Dạ đúng rồi. À mè ăn tốt lắm nha má nha. À. Trắng mè đen tốt lắm á nha. Mè đen ăn tốt cho tóc, tốt cho thận nè. Tốt thận mè nè. Trắng thì tốt cho da nè. Rồi. Còn cốm gạo lứt này á, cái này kẹo gạo lứt này á thì nó có nhiều mangan, nhiều sắt. À, rất nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe, dành để giảm cân cũng được nè. Má hồi nãy em nói hai lần rồi. Một hột lúa nổ ra tức là còn nguyên cám. Lại thêm một lần nữa gạo lứt. Gạo lứt rất tốt, rất rất thân thiện. Khám nó tốt hơn gạo. Mình mà tới đây mình mới biết cái như vậy chứ còn nếu mà mình không tới thì sao biết đúng không? Má má cái vỏ má đâu rồi? Gì vậy? Đừng hết em về luôn. Cho nó tốt tóc. Thì còn nếu còn chỗ nào mà má nhường cho anh thì anh chúc cho em để mà anh muốn cái thực phẩm sạch này đến với bà con mà. Rồi má chúc cho em đó má. Thì thôi bây giờ cô Lý không biết nói gì hơn ha. Tới đây thăm cái cơ sở của con. Dạ. Nhưng mà chứng kiến hết tất cả những cái gì mà con đã làm. Cho nên cô chúc cho con được nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Rồi làm ra nhiều sản phẩm ngon và tốt hơn cái này nữa để mình truyền bá cho khách du lịch người ta biết ha, những cái sản phẩm sạch của mình để người ta tới với mình được chưa? Rồi cảm ơn cô, rất nhiều. Anh xin chúc em Vinh rằng là anh muốn cái phần cơm thèo lèo này nè nó sẽ mang cái danh hiệu là Made in Việt Nam và nó có mặt trên toàn thế giới. Cảm ơn. Bây giờ á má đã hoàn thành cái sứ mạng mà đưa cho con đi vô thăm cái xưởng mà sản xuất cốm đúng không? Dạ. Đó bây giờ con cho má biết cái ý kiến của con sao cho má biết coi. Dạ má, con cảm thấy gì nè. Bây giờ thời buổi bây giờ là công nghệ thực phẩm mà, trong tiệm tạp hóa nè, trong mấy thức ăn nhanh này nó có tới hàng ngàn, hơn ngàn, 2-3 ngàn thức ăn chọn lựa lắm. Vậy mà vẫn có những người muốn giữ lại, muốn ăn truyền thống của ông bà mình hồi xưa, rồi mà nó không nguyên liệu sạch nữa. Con chỉ muốn quý vị khán giả hãy đón nhận những cái món ăn thuần Việt mà là truyền thống của ông bà mình xưa nay để mình ủng hộ những người theo cái nghề truyền thống vừa sạch mà vừa ngon mà lại vừa rẻ nữa quý vị ạ. Quý vị ơi, muốn biết thêm nhiều chuyện lạ lắm mà nha. Hôm nay đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây phát vào lúc 19 giờ trên HTV7 vào tối thứ bảy hàng tuần. Kiều Mỹ Lý và Hữu Thạch xin chào và hẹn gặp lại.